Các cấp ủy cần phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, tạo động lực cho sự phát triển để giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Đây là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý 1 năm 2021, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt kết quả nổi bật như tổng thu ngân sách đạt 33,4% dự toán, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ cảng tăng gần 9,6%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 25,6%. Việc chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo đúng kế hoạch luật định. Đoàn kiểm tra giám sát của Tiểu ban An ninh Trật tự và Y tế Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thị soát điểm bỏ phiếu mẫu tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Qua kiểm tra, các thành viên của đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho bầu cử, đồng thời gợi ý cho tỉnh xây dựng kịch bản trong trường hợp xảy ra dịch COVID-19, xử lý những trường hợp cử tri đi làm xa về địa phương hoặc các trường hợp lao động nước ngoài, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong cuộc bầu cử. Tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị tổ chức hội nghị vận động bầu cử cho các ứng cử viên trước cử tri. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, tuần qua đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri trong tỉnh đánh giá cao kết quả của kỳ họp và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này, đồng thời kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội một số nội dung bất cập trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chia sẻ niềm vui đón chào năm mới cùng với nhân dân các nước, cũng như thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan. Tuần qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam, Campuchia và Ban hữu nghị và hợp tác Việt Kiều, Thái Lan, Lào phối hợp Tổng lãnh sự quán Campuchia, Lào, Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại ngày hội, các đại biểu và khách mời đã thưởng thức những điệu múa, bài hát truyền thống, tham quan các gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 4 quốc gia và tham gia lễ buộc chỉ tay truyền thống của đất nước Lào để thể hiện sự biết ơn cũng như mong muốn mọi điều may mắn tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới. Bãi Đầm Trầu, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đứng thứ 18 trong số 25 bãi biển đẹp nhất thế giới. Đây là thông tin được chuyên trang du lịch Travel Plus Pleasure vừa công bố. Trang du lịch Travel Plus Pleasure cho biết bãi Đầm Trầu có điểm nổi bật nhờ sở hữu bãi cát vàng mịn cùng với các rặng tre, rừng cây rậm xanh mát quanh năm, kết hợp để du khách thả mình thư giãn hay thong dong đi bộ. Bên cạnh đó, bãi Đầm Trầu nằm gần sân bay Côn Sơn, tạo cảm giác máy bay hạ cánh, cất cánh rất gần đầu, có thể làm du khách hoặc sợ sệt hoặc phấn khích, cũng là một cách để du lịch thêm hấp dẫn. Tại huyện Côn Đảo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dự báo phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai khu vực Nam Bộ năm 2020-2021. Theo đánh giá tại hội nghị, tình hình thời tiết thủy văn đang diễn biến hết sức phức tạp và có nhiều bất thường trái quy luật, thiên tai xảy ra liên tục. Đặc biệt là hai đợt hạn mặn lịch sử vào mùa khô các năm 2015-2016, 2019-2020 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Nam Bộ. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những vấn đề về nâng cao năng lực quan trắc, trong đó có đánh giá về công tác dự báo phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển và xây dựng các công nghệ tiên tiến dự báo hải văn và ô nhiễm môi trường.
Gần 400 đại biểu là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực điều trị ung thư đến từ các bệnh viện uy tín trong cả nước cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham dự hội thảo đồng thuận lần thứ 3 trong điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện Bà Rịa. Tại hội thảo, các chuyên gia y tế đã trình bày nghiên cứu khoa học trong điều trị ung thư dạ dày, đồng thời thảo luận và đồng thuận phương pháp điều trị ung thư dạ dày ở nội dung ERAS trong phẫu thuật các dạ dày, điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa. Điểm nhấn của hội thảo là phiên mổ thị phạm một trường hợp nội soi các dạ dày tại Bệnh viện Bà Rịa bằng phương pháp dùng ICG mapping hạch. Giai đoạn 1 dự án hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Công an tỉnh khai trương tuần qua. Hệ thống này triển khai trên quốc lộ 51 từ địa bàn phường 12 thành phố Vũng Tàu đến khu công nghiệp Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Các thiết bị này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/h. Ghi rõ hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu. Qua hệ thống này, cơ quan công an có cơ sở phạt nóng tại chỗ hay phạt nguội người vi phạm. Suối sông Ca chảy qua địa bàn xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đang dần bị thu hẹp. Lòng suối vốn rộng từ 18 đến 21 mét, hiện nay chỉ còn một nửa, thậm chí có những đoạn chỉ còn 1/4. Suối bị lấp dần do hoạt động san lấp mặt bằng khi triển khai xây dựng khu công nghiệp Châu Đức của công ty cổ phần đô thị Châu Đức Sonadeji hơn một tháng trở lại. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của nông dân trong khu vực. Do đó, người dân đang rất cần ngành chức năng làm rõ và xử lý thỏa đáng.